Một mẻ một mấy tấn. Tấn mấy tấn được. Cái mẻ này không quá trời cá luôn, mẻ này mẻ cuối nè. Mẻ cuối nào là nhất. Em quay xuống nước, em quay cận cảnh cho cô chú chị xem luôn. Đó, bây giờ trời nó văng nè. Ở đây có bờ đá nó chật, cái là cả người có người không sợ mấy á. Nó làm đi. Rồi giờ thả. Thả phi ra bớt nha cô chú chị. Thả cá ra bớt. Rồi thả phi ra nha cô chú chị. Mấy cá kia thôi. Đừng có thả vào trong. Ở đây bạc ngàn luôn. Đây em quay sát dưới rồi cô chú chị xem luôn. Cắn không bắt con nào à? Quá trời luôn. Còn nhóc hết. Kéo vô giờ thả ra. Cứ giờ nó vậy. Chim ơi chim, ai cắt kỹ rồi đừng cho ra nè. Cái gì đuôi đỏ đẹp vậy? Đúng lăng. Lăng to hả? Tí nữa đi. Bê đừng thả lăng nha. Đúng rồi. Dũng ơi, đừng thả lăng ngay Dũng. Tí bê còn đó lên. Ừ, quá trời luôn. Cá nó dày dưới chân luôn. Đấy, cho đó, cái đó ra ngoài lỗ nãy ơi. Nhóc thích. Nãy. Nuôi vô ra ngoài lỗ nữa. Đó, giờ thả ra bớt. Sớm bắt giờ thả. Dạ cá phi ra bớt nha cô chú chị, phi nhiều lắm. Phi quá trời luôn. Chép rồi, chép đỏ đẹp không cô chú chị. Bây giờ em xuống em quay cận cảnh cho cô chú chị xem. Tí nữa bắt con cá lăng thì lên bự. Ai lấy nhặt cá phi để vẫn đây là đằng sau kìa, vẫn còn đây. Nhặt đây. Nó hơi quên nè, con phi to nó đã mất rồi. Rồi nhặt dư đi, chú có thả ra sao không sao? Ông lùa lại như sao? Anh em đúng không anh Sơn? Anh em cáo nhau chửi cho cô chú chị. Đúng rồi. Quay đông vô chơi. Đông lâu rồi vô mà hả? Em xuống nước em quay cận cảnh cho cô chú chị xem. Cái này mặt cá này mặt cá quá trời được, cá to nè. Thấy vui chú chị. Giờ phải thả ra bớt nhiều quá. Kéo vô có mấy tấn luôn. Đâu đâu rồi. Anh Phan Thiều ơi. Rồi chạy rồi. Cái lăng nha cô chú chị, cái lăng Thiều Thiều mới vừa vớt lên cũng chưa kịp chụp mô hình nữa. Quá trời. Con cá này cá chi tượng nha cô chú chị. Đây cá chi tượng. Chi tượng to. Đâu rồi? Cái lăng đâu rồi? Cái lăng của tôi đâu rồi? Phi to nha cô chú chị, phi hết rồi. Rồi giờ mấy anh thả ra. Nhà cũng lấy ăn mà ông ấy cũng lấy bán. Đúng rồi. Bỏ qua nguyên với em mười mấy con. Cảm tạ. Ui cao chứ tự. Tượng to nha cô chú chị. Đây tượng to phết. Anh mới thả được bao qua rồi. Có to to cứ thả vào bên kia hộ bãi. Nếu không có mà không bắt thả hộ. Nếu mười mấy con. Bên kia chưa được mấy con cá thì to đâu. Cá lăng nó chui đâu rồi cô chú anh chị ạ? Mất cá lăng rồi. Cá lăng chắc nó chui ra ngoài rồi. À, cá chi tượng này. Cá chi tượng này cô chú anh chị. Coi anh chú ra bắt cá chi tượng to ghê. Mấy cá chi tượng to khủng luôn. À,
nhiều lắm. Rồi mấy đêm giờ chuẩn bị bắt cá cho cô chú chị. Bắt lên xe. Đây là cái chép nha cô chú chị. Chỗ cái chép này mới đã nè. Chép đẹp. Chép à? Chép nhìn đã không? Con nào lấy nó đều 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 nhau, bự đẹp lắm. Chép. Đâu cái lăng rồi? Ừ. Sao vậy? Cái lăng nha cô chú chị. Đâu rồi, cái lăng đâu rồi? chưa. Đây, cái lăng nha cô chú chị. Cái lăng to lắm. Cái chép nhìn đã. Chép thử là hoàng. Chép nó đều lắm. Chín không? Con này nó già. Chép to chín rồi. Đó, không thấy bắt được con chép đấy này. Chép to mà đều lắm nha cô chú chị. Bụng chúng không. Ồ chép à. Đỏ đẹp. Thì bắt cái chép đỏ lên lên. Thì ơi tí nó bắt chép đỏ lên nút môi đi. Rồi chép đỏ là cô chú chị. Nhìn đẹp. Đó. Cá đẹp không. Chép nhìn khủng luôn à. Chép ở đây là không có chép bé, không có định nghĩa chép bé cả. Chép này chép to không nha cô chú chị. Rồi. Chép nào cũng lấy cũng chép. Rồi cái chép nhìn đã. Đây là còn vô đây cá nữa là hết rồi. Cá thì cái chim nữa. Ý quên nè, cá chơi tượng nha cô chú chị. Chim cá chơi tượng thả ra. Chim thì bắt. Với lại nói nhiều chung là mấy loại cá thả ra nha cô chú chị. Cái lúc khi ta thả ra toàn bộ luôn. Tại vì đầy xe rồi á. Mấy cái đó không có đủ tiếng rồi, người ta không lấy nữa. Thả ra mai mốt gì quay lại kéo tiếp nha cô chú chị.